trong trung tâm quản lý trung tâm văn hóa thể thao quận Ba Đình. Kính thưa tất cả thầy trong liên đoàn võ thuật Việt Nam và tổ võ thuật rồi, và kính thưa tất cả các cô ở đây. Hôm nay thì chúng ta đến làm rất vinh dự đến đây dự một buổi lễ tổng kết của trung tâm sức khỏe người cao tuổi. Thật ra thì chúng cháu rất tự hào và hãnh diện khi được đến dự cái trung tâm của những người đi trước, của những người mà đã là cái thế hệ mà chúng cháu được hiểu rằng là cái thế hệ rất tan chân vất vả làm dân tộc, của thế hệ mà các bác là những người đóng góp để xây dựng cái đất nước này trong những năm tháng mà chúng cháu còn đang học hành. Và hiện nay thì các bác vẫn tiếp tục tuy đã về già về hưu, các bác vẫn tiếp tục duy trì và phát triển gìn giữ cái văn hóa dân tộc, như là phát triển làm tấm gương về sức khỏe và thể lực cho tất cả con cháu. Đã có rất nhiều lần ở trong cái năm ngoái thì những buổi sáng cháu có cùng với anh em ở trong liên đoàn võ đến thăm các bác tập vào buổi sáng ở sân vườn ngựa, thật cảm động bởi vì nó quá lạnh giá. 5 giờ sáng có một hôm đi nhầm ngày nữa thấy các bác tập rẽ vào, 5 giờ sáng có thấy các bác đứng tập luyện và tập luyện rất là tốt. Và thật lòng thì chúng cháu rất cảm động, và đây là một tấm gương mà cháu tin rằng các thế hệ trẻ, các thế hệ trẻ phải lấy đấy là một cái bài học và để mãi mãi noi theo. Bởi vì trong cái cuộc sống, cái rèn luyện sức khỏe, cái rèn luyện thể lực mà các bác duy trì được như vậy thật là quả đáng quý cho tất cả những người mà hiện nay là rất ít khi chăm chút những vấn đề thể dục thể thao. Ví dụ như thầy đoàn thao vừa có mấy cái bài thơ, thầy đoàn thao là một người cũng ở tầm tuổi các bác và là người hoạt động thể thao suốt cuộc đời và là người cũng có công hiến rất nhiều trong ngành thể thao nước nhà và là người hiện nay đang cùng với chúng cháu xây dựng một cái nền thể thao về văn hóa thể thao và cũng là người mà anh em chúng cháu rất kính trọng trong tất cả mọi sự việc, trong công việc và luôn luôn đi sát vào tới chúng cháu. Thì hôm nay thầy đến đây cũng như là bên sở văn hóa du lịch cũng là cử thầy Duy Kiếm đến đây để xem xét các những công việc làm và cái quyết định của các tập đoàn được ký công nhận các bác đều hoàn toàn dựa trên các cơ sở và sự đồng ý của các cấp từ trên đối với chúng cháu làm việc. Và chúng cháu rất tự hào là từ nay Hội Võ Thuật Hà Nội lại có một thành viên hoàn toàn dũng mãnh, khỏe mạnh. Và chúng cháu nghĩ là nếu bạn là câu lạc bộ tuổi già thì người cao tuổi người cao cũng hơi ngại, bởi vì chúng cháu đi các bác vận động rồi vui lắm. Nhưng mà thế này mà gọi là câu lạc bộ tuổi già thì quý, có thể chúng ta phải tìm cái tên khác trong tương lai. Chúng cháu cũng xin phép là nếu mà có thể chúng cháu sẽ bàn đặt một cái tên nào đó nó hợp lý hơn một tí, chứ gọi là người cao tuổi người nhớ nhớ được. Thì cháu nghĩ rằng là vui, và cháu cũng nói luôn là bọn cháu rất là vui vẻ, rất là vui và hãnh diện khi cái giải vừa rồi các bác tham chiến lần đầu tiên mà ba thuyết phục mà đạt ở mức độ là 2 vàng 1 bạc thì chẳng còn gì phải bàn ở đây nữa, chẳng còn gì phải bàn ở đây nữa. Bởi vì cái thành tích này nó khẳng định được vị trí vị thế của một cái tập thể có kỷ cương, có đoàn kết và có một ý chí phấn đấu bền bỉ dẻo dai mà có tên là người cao tuổi. Cái này là chúng ta phải xem lại, chúng ta phải xem lại. Và cháu đã họp trong rất nhiều cuộc họp, cháu đã nói với tất cả các cái anh em trong liên đoàn là nên giáo dục võ tinh để luyện tập làm sao để theo gương các bác tập luyện đấy, sáng sớm ra rồi tất cả các kỷ luật các bác đi xa như thế đến như thế đâu bảo đấy giờ rất tất cả mọi thứ, thật sự là một sự cảm động. Và hôm nay cháu đến đây với tư cách cả cá nhân, với tư cách cả những người đang nằm trong cái ban thường trực của Hội Võ Thuật Hà Nội là muốn bày tỏ lòng cảm động và biết ơn các bác đã tham gia với chúng cháu và xin kính chúc tất cả các bác mạnh khỏe. Cảm ơn ông Võ Văn vừa qua đã cho ta